Cuộc đời chúng ta là đi đến cái cõi đời này, mỗi người giống như chúng ta có một sứ mệnh gì vậy đó. Có những người thì thể hiện là thuận duyên, nhưng có những người thể hiện thì nghịch duyên một chút. Ví dụ có những người người ta hướng thiện, nhưng có những người hướng ác. Phật Bồ Tát cũng có những người người ta hướng ác nữa, nhưng ác nhưng tâm không ác, thể hiện vậy đó. Nên từ nơi đó mà mỗi người giống đến cái cuộc đời này có sứ mệnh, thì chúng ta hãy làm đúng vai trò mình cho tốt đi, làm nhiệt tình đi. Chúng ta cũng không dám nghĩ rằng mình làm được bao lâu, hay là dài hay mau gì, cứ là một ngày chúng ta cứ làm cho tốt của một ngày. Nên trong kinh Phật có câu rất là hay: an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Hiện tại là bây giờ nè, bây giờ mình được ngồi ở đây gì là quá bình yên quý vị, an vui rồi. Như một đại gia đình được ngồi nhau. Nhưng Đức thường nói rằng, thí dụ như giờ này hiện tại có bao nhiêu người đang đi tạo nghiệp trên cái quả địa cầu này. Vậy mà giờ chúng ta được ngồi ở đây để nghe Phật Pháp, ngồi ở đây một chút chúng ta có thể ăn một cái trái cây, dù là trái cây bị ngoài đời bị nhà mua thoải mái, ví dụ. Nhưng mà vô đây cái trái cây này là trái cây của Tam Bảo Phật Bồ Tát ban tặng cho mình. Chúc và chị em ngồi bên nhau, người ăn một trái nho, một trái nhé. Rồi xong rồi một chút, mấy anh em chúng ta đi vòng vòng chào các cụ một chút, những đức đồ cũng đi chung cũng lý với các cụ, tình thương mến thương. Xong rồi người ăn cái cà lem nữa chứ, đúng không? Như này có mua cà lem đâu bác mấy con đó. Đó, tự nhiên các cụ già trở lại thờ thơ ấu, cầm cái cà lem. Đúng không? Ăn cà lem vui lắm quý vị ơi. Tại vì sao? Vì cầm cái cà lem mà cứ liếm láp, tự nhiên thấy nhân nít vậy đó. Tự nhiên các cụ thấy mình không có còn cái tâm già nữa các cụ. Đúng không? Là từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là quan hỷ. Khi gặp những việc này việc kia mà mình lễ lọc ta về đông đúc, tính này tính kia tính nọ, mình quan hỷ cho người ta. Tại vì tu hành là tu sửa những hành vi sai lầm. Vậy thì ai cũng đang tu sửa những hành vi sai lầm. Người mà hiểu nhiều thì sửa nhiều, người hiểu ít thì sửa ít. Mà người ta mới vô đạo, người ta chưa hiểu thì người ta chưa có sửa được bao nhiêu. Như bản thân mình ngày xưa mới tu mình cũng có sửa được bao nhiêu đâu. Thì cái thời gian mình trong đạo từ 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 từ, nó mới bào mòn được mình từ 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 từ. Đã bản thân mình đã được người ta cho cơ hội, người ta quan hỷ cho mình để cho mình được ở chùa. Vậy thì bây giờ người ta đi đến chùa, lỡ người ta cái gì phạm phải không vừa bụng mình nên nhắc nhở người ta, cho người ta cơ hội. Đó là mình quan hỷ từ cái tâm mình. Xả là buông xuống, là cái tâm mình nói cái gì rồi la gầy sắp xếp xong mình buông xuống, không có đố kỵ để trong tâm giận hờn hoặc gặp người ta mà ghét. Thì cái tâm người gì mình cũng là tu hành đó quý vị. Nên cái chữ tu hành, tu là sửa những hành vi sai lầm của mình là tu hành. Còn nếu như mà mình cứ chạy theo văn tự mà mình không sửa thì không phải là tu hành. Nên chúng ta cả đời chúng ta áp dụng bốn chữ từ bi hỷ xả này quan trọng lắm á. Mà bốn chữ này ai cũng phải áp dụng nghe, dù tu tới hòa thượng cũng phải áp dụng nữa, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nếu giờ mình tu tới sau này mình như những đức mà nếu làm hòa thượng đi, thì thí dụ như giờ những đức không áp dụng bốn chữ từ bi hỷ xả gì thì cả đời những đức mất gốc. Quý vị phải nhớ rằng từ phàm phu cho tới Phật Bồ Tát đều là từ áp dụng bốn chữ đó đó, từ bi hỷ xả đó đó. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, bốn chữ này nó mở rộng dữ lắm, nói hoài nói cũng không hết đâu. Mà câu A với Đạo Phật cũng là từ bi hỷ xả, vì A là Bố Di Đà là lượng, Phật là giác. Mà từ bi hỷ xả là giác ngộ đó quý vị ơi, nó phải hiểu chỗ này nghe. Những đức thấy mấy anh em á, các huynh đệ anh em á, nhiệt tình. Những đức nói rõ ràng, ngày xưa những đức trên Đà Lạt á, 5 năm mình ở đó, bây giờ mình mới nhận thức được thì ra mình cái tâm mình nó quá nhiệt tình à. Ngày đêm mà những đức làm mà những đức ốm đến mức mà còn 49 kg. Ô đừng có nói nữa. Ồ ốm gì đâu mà nó ốm nhơm ốm nhách mà nó hô mà lưng nó gồm xuống luôn quý vị ơi, ốm đến mức vậy đó. Thì quý vị biết rằng là làm ngày làm đêm quá trời luôn. Mà cái người mà đi
đi đến chùa mà cùng với những đức hóa đồng nam mà tới 300 người. Thờ đó cư sĩ mà nam đó 300 người. Mỗi lần những đức đi làm, những đức dẫn 100 người nam đi làm. Chùa 1.500 người, vì nghĩ cỡ nào chưa? Bây giờ những đức mới nghĩ ra rõ ràng, chỉ cần mình có một cái tâm rộng lớn là Phật Bồ Tát không có bỏ mình, tự nhiên cũng đưa người đến yên tâm. Bây giờ đi đến đây, bây giờ chùa chúng ta 3 điểm chùa mỗi ngày. Mỗi ngày là trung bình không có lễ lọc gì là cũng 2.000 người ở. 3 điểm chùa với một đạo tràng là 2.000 người ở. Hòa Thượng thì lo xây dựng, còn những đức thì lo nuôi chúng, và mấy anh em thì kết hợp cùng với những đức lo việc chùa. 2.000 người không đơn giản đâu. Vậy mà mấy anh em trẻ đồ, mấy cô đồ nhiệt tình hết lòng đến. Mỗi người tay chân, mỗi người mỗi công việc để phát triển. Người thì làm việc tay chân, người làm việc đầu óc, người làm việc bên mảng truyền thông. Nên chùa mình là cái sự phát triển mọi mặt luôn. Tuy những đức điện thoại không xài, không biết xài máy tính, bấm mạng còn không rành, vậy mà những đức lại chỉ điểm cho mấy anh em về mạng truyền thông. Mà bây giờ về mạng truyền thông chùa mình phát triển rất là mạnh. Có khi một ngày chùa mình mấy trăm ngàn người ta coi. Không đơn giản đâu quý vị à. Như hồi sáng những đức làm chương trình mà ký sự ngắn thôi, mà buổi chiều này coi là hơn 100.000 người ta vô người ta coi. Quý vị biết rồi, những cái trang khác nó biết bao nhiêu mà nói chưa. Đó vậy đó, mà bây giờ cái mạng truyền thông chùa mình phát triển quá mạnh. Khắp nơi nơi còn cái TikTok đồ này kia, người ta vô là thấy mình mặt mày mình tàn lan đại hải. Đó, cái mạng truyền thông phát triển bây giờ quá trời luôn. Đó, nhờ ở bên hộ pháp đó thì có Tâm Nhiên, rồi chú Tùng, chú An, những chàng trai trẻ có nước bông cua. Hiểu không? Nó cùng chung tay mà bên mảng truyền thông quay phim, làm phim. Nó còn bên Đại Tùng Lâm thì có mấy anh em bên đó, những Lăng đồ, những Chí đồ, những Thiện, những Thị đồ, mấy anh em kết hợp bên đó lo. Còn bên đây thì những Quang đồ, những Tịnh đồ này kia, rồi một số mấy anh em kết hợp. Rồi bên mảng truyền thông bên đây thì những Thịnh, những Đại đồ, những Thịnh, những Đại cũng chia sẻ tịnh độ. Mấy vị coi kết hợp rất nhiều đôi tay. Rồi bên nữ thì bên đây thì cô Châu đồ với các cô đồ kết hợp lập thành một tổ chức. Rồi các cụ đồ kết hợp chung. Bên kia nhà bếp thì cô Thanh đồ, cô Hải đồ, mấy cô đồ làm việc. Bên hộ pháp thì nhóm nhà bếp thì Liên Nhẫn, Liên Nhẫn rồi Liên gì tùm lum. Quá liên à. Tại vì mình muốn sanh Cực Lạc nên Liên với Diệu không à. Liên Diệu đồ ha, Liên Nhẫn, Liên Diệu, Liên Huệ đồ. Các bang, cô Lan đồ này kia đồ kết hợp nha. Nghĩa là sự thành công có rất nhiều đôi tay để kết hợp. Còn các cụ già lớn tuổi thì yếu thì vô phòng hộ niệm ngồi niệm Phật ngày bốn thờ. Khỏe thì lên chánh điện lễ Phật ngày bốn thờ. Còn bước ra ngoài thì bấm số niệm Phật. Quý vị coi chùa mình từ trẻ tới già ai cũng có công. Trên là cái công lớn nhất là kiến thiết xây dựng Hòa Thượng chúng ta tám mấy tuổi giờ vẫn còn xây dựng. Đó, vì thấy không? Quá nhiều công cán mình mới được ngồi đây mà quơ tay quơ chân nói chuyện kiểu này. Sao xạo một chút. Hiểu không? Cũng bao nhiêu người. Rồi Phật tử khắp nơi nơi tình thương mến thương. Có khi nãy chuối một miếng bánh bò mà cũng làm phương xa gỡ đến đây. Nó có nghĩa là miếng sắn dây, một miếng đồ ăn gỡ cho các cụ. Vì thấy cái tình thương mến thương quá trời luôn. Rồi có khi có tiền bạc thì gỡ về để cúng dường, để phụ nuôi người già. Chương trình này chương trình kia. Nghĩa là bao nhiêu đôi tay mới được thành công gì. Đó. Rồi bây giờ quý vị coi ở ngoài trước cổng chùa, Hòa Thượng bây giờ đang khai móng xây ngôi chùa cũ rồi đó lại. Mày cổng nó bị ra, thấy rõ ràng đó. Mấy dãy nhà đang xây, bên kia cũng xây mấy dãy nhà, chánh điện xây lại. Sau này cái ngôi chùa đó là các cụ ông được ở để mà tu tập. Nghĩa là 80 mấy tuổi rồi bây giờ còn ngồi coi công trình, động não suy nghĩ những cái việc mà để xây dựng, xây cắt làm sao. Quý vị coi sự thành công của chúng ta quá nhiều sự hỗ trợ rồi. Vậy mà bây giờ tới khi mà kết luận để mà lễ lọc, mà người ta ào ào về đây, có khi chuyến này mấy chục ngàn người về nè, để lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy bây giờ cơ hội mình được phục vụ chúng sanh, mà trong kinh Phật nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vì chúng ta phải mang cái tâm mà phục vụ chúng sanh, dùng bốn cái chữ để áp dụng: từ bi, hỷ xả,
Thấy không? Đó. Nên á, phục vụ thì sao mà gương mặt vui. Gương mặt vui nghe không? Nó, nhất là những cái ban bệ nấu ăn, phát cơm nè. Ban bệ, bệ mà tặng máy đồ nè. Nhất định phải tập mình là người niệm Phật nghe không? Đứng ngay cái chỗ cái bàn phát cơm, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Mỗi một cơm là Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Có nghĩa là khi mà niệm vậy rồi, cái miệng cười cười hoài. Một cái kiểu mà nè, 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 chậm quá. Nè là chút phiền não nghe không? Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Thấy chưa? Niệm Phật vậy thấy không? Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Mình niệm như là mình niệm người ta nghe, người ta niệm theo. Là giống như trả qua trả lợi nhau, vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác, vô lượng giác. Ta lại nói, cô cho tôi 4 hộp. À 4 hộp, thêm hộp đi. Dạ, thêm hộp nữa, thêm hộp nữa. À, dạ, cho một trái cốc. Dạ, cho một trái chuối. Dạ, gặp Bồ Tát thứ thật thử rồi. Chứ đừng có nói nghe. Lu bu lộn xộn. Bao nhiêu con người, không phải một mình mấy người đâu. Bao nhiêu người ta đứng mà cứ xin một lần đi. Tôi bức bội, nghe. Rồi là Bồ Đề Gai nổi lên liền gì đâu. Bây giờ mình đang đứng mình phát cơ, mình phải gặp Bồ Tát thứ thật đến thử. Đâu phải đòi lấy một lần đâu. Vừa kêu một cái hộp cơm, cái nghĩ, à, chắc còn hộp nữa. Cái nghĩ, thôi thêm hộp cho nó chắc chắn đi. Xin từ từ, cứ từ từ. Đúng không? Đó. Nên khi phục vụ đó là nghe gì thì nhận thức, dùng bốn chữ từ bi hỷ xả mà áp dụng đi. Đó, gặp đó chứ phải không gặp đâu. Mền chiếu đồ thiếu, nhưng mà gặp người cho tôi 2 cái mền. Không, một người một cái, 2 cái đi. Một cái, sao không có từ bi chút nào chứ người bà. Làm như chùa bà không bằng vậy đó. Đưa tôi đẩy đi, tôi cần 2 cái. Tôi mà ngủ đêm nay mà tôi lạnh, tôi có bài gì bà chịu trách nhiệm cho bà biết, nghe chưa? Nói vì dễ lắm nghe, dễ phát động tâm phiền não lắm. Nghe chưa? Nó gặp những người đó, nè chị, 2 cái. Hiểu không? Nếu là chị mà còn hơi sân si, nè má, 2 cái. Nghe chưa? Nên quý vị biết rằng đụng độ chứ không phải không đụng đâu nghe. À, rồi thêm cái nó kêu nằm đây, không tôi không nằm đây. Chứ nằm đâu? Tôi thích nằm đâu tôi nằm đó được không? À, nó thấy chưa, không giỡn nghe. Rồi có khi nhiều ông tài xế đồ kia không biết, hoặc là nhiều ông dưới quê sẵn thấy người ta đi đông quá, thôi đi chung cho vui, bữa nay đi chùa một bữa coi. Đâu có hiểu nhiều đâu quý vị. Vô đây cái là đi tắm bận cái quần đùi mà rút tuốt hết trên. Ở chàng bận cái quần đùi đi vòng vòng xung quanh chùa, dắt cái khăn trên vai. Tưởng đâu như ở nhà. Nó mình gặp mình nói, chú, trời ơi trong chùa mà sao chú bằng quần đùi kỳ vậy chú. Nó thờ Phật Bồ Tát mà chú không biết cái gì chứ. Nó nói biết cái gì, biết cái gì. nó gặp độ đó chứ không phải giỡn đâu nghe. Gặp những trường hợp đó, chú ở đây nè chú. Tôi nói chú nghe này chú ơi. Nói nhỏ nhẹ cho họ nghe không. Chứ không thôi mà la họ là sực mình lỡ đó chứ giỡn đâu nghe. Đó. Nên cũng tiếp tục từ bi hỷ xả. Rồi thêm cái nữa là gì? Đi lỡ đây điện thoại đông đúc, đừng có ghim sạc mà để đó. Có chừng người ta mượn xài không có giờ, không có thời hạn để trả. Không? Nên lỡ mất điện thoại từ bi hỷ xả. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Nhắc cái câu đó liền. Không? Thiếu nợ phải trả. Nó, trong túi còn có mấy ngàn. Vì mà cuối cùng phóng sanh vỗ tay lia lịa, gờ xuống cái túi không còn cắt. Từ bi hỷ xả nữa, thấy chưa? Tại vì mình gieo nhân phải gặt quả. Trong kinh Phật nói rõ ràng mà, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Đời này mình gặp quả thì nghĩ nhân, mà gặp nhân thì thấy quả. Phật pháp nó rất là dễ hiểu. Thấy quả thì biết nhân, mà tạo nhân thì biết quả. Bạn gieo nhân gì bạn hưởng quả nấy à. Bây giờ bạn la gầy, bạn chửi mắng người ta là chắc chắn thế nào bạn cũng bị lại, chắc chắn luôn. Sớm muộn cũng bị à. Cái nhân cái quả rất rõ ràng. Nên cái đời này cái người làm việc cho công chúng là phải về cực lạc. Không về cực lạc là nó thành đại thù, đại quán và đại hạn, đại nghiệp. Tại vì sao? Và tự tình không người nói rằng bạn không về cực lạc là đọa địa ngục.
Nên cái người mà làm việc công chúng như những đức, những quan mấy anh em đó nghe, không giảng sanh là mình tính trước cái chuyện mình đi xuống dưới đi gặp độ chứ. Tại vì sao? Mình phải đụng rồi, bây giờ không đụng không được nè. Nên luôn luôn mang cái tâm từ bi hỷ xả, xả cái tâm đó ra. Chỉ nhiệt tình làm việc vì công chúng. Những đức đã từng quản chúng bao nhiêu năm nay mà kinh nghiệm quá mà. Hiểu không? Đâu phải phục vụ chúng sanh là đơn giản. Nó, nên ở trong kinh Phật nói là chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giao qua. Hiểu không? Nó nên á, ngồi nói chuyện gì nghe không? À, trước nhất phải chuẩn bị dĩ nho cho người ta. Hiểu không? Đó nên có thật mới vực được đạo. Tình thương mến thương. Rồi lúc đó người ta mới ngồi im re người ta nghe. À, chứ đừng có nói mà cái chuyện giỡn không có dễ đâu quý vị u. Không có dễ đâu nghe. Nó rồi mấy ngày nay nè, còn số lượng mà mình tương đối làm được nè, mấy cô phải chuẩn bị tối đêm nay đi ngủ sớm để ngày mai 12 giờ phía thức. À, phải nấu đồ ăn ngon cho mấy vị Bồ Tát về chùa ăn. À, đó, mà Bồ Tát có nhiều loại Bồ Tát lắm. À, có những Bồ Tát thì giải thoát, có những Bồ Tát đăng địa. Đăng địa là Bồ Tát đi xuống cõi trần để khảo đảo chúng sanh. Từ đó chúng ta là Bồ Tát ở cái địa vị phàm phu nè, nó không có giỡn đâu. Nhiều loại Bồ Tát ở đây lắm đó. Vài ngày nữa rồi nhiều loại Bồ Tát đến nữa. Nhiều loại Bồ Tát đến dữ lắm nghe. Đó nên phải chuẩn bị nấu ăn cái gì đó, nấu cho đặc biệt mấy ngày nay, để cho các vị Bồ Tát này ăn no, ngủ yên, để dưỡng sức tới ngày 19 đặng khỏi cho ăn. Tu xuyên suốt luôn. Không mà cái lễ kỳ này 3.000 lại không có đơn giản đâu nghe. Cái chương trình 3.000 lại kỳ này là một cái pháp hội mà hy hữu là chưa từng thấy á. Chắc chắn quý vị luôn á. Nhưng mà bây giờ mình mở đề cái này, cái chừng sau này có người làm á. Nhưng mà cái chương trình này nó sắp xếp không đơn giản đâu quý vị ơi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng là chắc chắn quý vị luôn là vào những chương trình lễ Quan Âm là mỗi buổi sáng là chúng ta khoảng 1 giờ thức. Tại vì phải chuẩn bị rửa mặt rửa mày, lau mặt lau mày, rồi chuẩn bị vệ sinh đồ, đông người mà phải chuẩn bị hết. Rồi người sắp niệm, người vô chỗ ngồi ổn định hết trơn. Thì lúc khoảng 3 giờ 15 những đức qua nói chuyện. Thấy không? 3 giờ 15 những đức nói chuyện một chút để mà kích động tư tưởng lễ Quan Âm. Cho nó nói cái môn giảng pháp nó quan trọng lắm quý vị ơi. Giảng pháp mà làm cho hừng hực. Ta mới tu được. Chứ gặp mà buổi sáng sớm mà vô lại Quan Âm đi mấy bà. Quan đi em vượt té. Quan đi em vượt té. Chưa kích động bi chân, chưa nói cái chuyện lợi ích gì chân. Không lễ đó. Lễ một chút chạy vòng vòng tùm lum. Hoặc là lại không nổi. Không chịu hả miệng ra đâu người ta thì Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn mấy bà không phát tâm Quan Thế Âm té. Trời ơi, niệm kiểu đó một chút là đi luôn ấy, đừng nói chuyện dẫn chân là không có lực. Quan Thế Âm Bồ Tát không có lực đâu. Nó nên cần cái buổi nói chuyện khoảng 45 phút nó kích động. Rồi từ 4 giờ lễ Quan Âm 6 giờ rưỡi xong phóng sanh cái nữa cho 7 giờ. Là 7 giờ ăn cơm này kia đồ, rửa mặt rửa mày nghỉ ngơi đi vòng vòng đồ chơi một chút. Thì chương trình buổi trưa nó kéo dài thêm nửa tiếng. Đó là 8 giờ rưỡi mới hợp, mới ổn định đạo tràng. Thì 9 giờ nhà Đức mới qua chia sẻ Phật Pháp. Nói chuyện một chút rồi có ca sĩ hát để cho thay đổi cái chương trình cho người ta đi về đây nó sống động. Có ca sĩ hát, người ta mời mấy ca sĩ nổi tiếng không mà lỡ hát thiện nguyện không đó. Chùa mình là ca sĩ bây giờ người ta mê, lỡ người ta hát là người ta thích hát đó quý vị. À, như cái bữa đó, cái bữa đầu tiên là có thằng Dương Ngọc Thái đồ này kia, cũng nhiều ca sĩ nổi tiếng, bữa đó cũng 4-5 người. Bữa cuối cùng á là cũng có một buổi trưa đó đó là có ca sĩ hát, là có Quách Tấn Vũ. Tấn Vũ chứ không phải Tấn Lộn. Lộn cả tận. Quách Tấn Vũ
không, rồi mấy ca sĩ nữa, rồi cô Bạch Lan đồ bên chương trình này chương trình kia mạnh lắm, lợi hát nên đó, nên là từ nó kỳ quá, tự nhiên từ siêu nó tự nhiên nói chữ vú kỳ quá. Dứt sữa lâu năm mà sao cứ kỳ cục ghê. Nên quý vị biết rằng cái chương trình nó sống động vậy đó quý vị. Rồi bắt đầu là xong buổi trưa là ít gì cũng 11 giờ. 11 giờ ăn cơm nước này kia cho 12 giờ. Thì 12 giờ cho nghỉ ngơi được tiếng đồng hồ đi. Thì Phong 1 giờ mấy bắt đầu thức nữa, tiếp tục buổi chiều. Buổi chiều là bắt đầu là những đức cho niệm Phật 20 phút. Qua giảng pháp xong phóng sanh cúng thí thực. Có nghĩa là nó phải kết hợp mặt tâm linh vô nó, rồi giảng pháp để thông tâm, cởi mở tâm tư ra. Rồi cuối cùng là từ giờ đó khoảng 3 giờ rưỡi xong thì bắt đầu là ra lao mình mẩy tắm rửa này kia. Thì cái chương trình buổi chiều là 6 giờ chia sẻ Phật pháp. Vì thế kéo dài đẩy liên tục mà 3 ngày. Bởi vì thì lại nghe không thì thôi, còn nhẫn đức nè, cái miệng này rầm rầm. Miệng rầm rầm á chứ không giỡn đâu nghe. Chuyện ầm ầm luôn. Cái miệng không lành da non. Đúng không? Nó xuyên suốt luôn, phải cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho cái hơi mạnh. Nó chuyện đồ ầm ầm đồ. Chứ gặp mà lên mà kính chào quý Phật tử. Quý Phật tử các bạn. Trời ta nghe chắc thôi không thầy phải đi. Đúng không? Nên từ nơi đó mà phải tiếng nói ầm ầm. Ta mới nghe được. Điều là cầu Phật Bồ Tát gia hộ, làm việc cho Phật Bồ Tát. Nên tất cả quý Phật tử mà về đây phải nhớ nghe, đây là một cái pháp hội đại thù thắng. Phật Bồ Tát cũng gia hộ, nhưng mà mình cái kiếp nạn nặng nề, nghiệp duyên nặng nề của mình, bản thân chúng ta, chương trình gì nó cũng phải có sự thử thách đó. Thấy không? Phải tính trước vậy đó. Chứ không phải nói Phật Bồ Tát rồi nó ngon lành, không có gì thử thách, không phải đâu. Mình phải có thử thách nó mới tiêu trừ qua báo thế gian mà chánh quả báo tam đồ. Mình tu hành mình phải gặp sự khảo đảo. Từ phàm phu mà muốn làm Phật thì mình phải chịu sự khảo đảo chứ. Chứ làm gì mà yên bình cho mình vậy? Nó nhớ kỹ nghe, về đây phải ăn chay nằm đất chịu khó khăn thì mới giống như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà vào 100 năm thế giới Cực Lạc. Cái gì nó cũng có giá của nó chứ. Hiểu không? Trời ơi, ở đây cũng muốn ngon lành mà muốn 100 năm thế giới Cực Lạc. Không, cái gì nó cũng có giá nghe, phải chịu khó chịu cực quý vị. Hiểu không? Nó phải nhiệt liệt hết mình, từ ban công quả đồ nhiệt tình. Rồi ban đi tu nhiệt tình, có nghĩa là vị trí nào nhiệt tình vị trí này. Nó còn các cụ thường trụ phát tâm nhiệt tình. Người ta về đây tu phục vụ hết lòng cho người ta tu. Người tu chỉ cần lo tu, không cần lo việc khác. Người làm việc chỉ cần lo niệm làm việc, không cần lên lễ quan âm. Nghĩa là vị trí nào là ra vị trí nấy vậy nó mới thành công. Còn các chú là cứ lo việc của các chú, không cần lại quan âm. Tại vì công việc của các chú là làm Bồ Tát, phục vụ chúng sanh. Thì cứ làm đúng vai trò vậy đi. Cực lực hết mình. Đêm hôm người ta ngủ đi vòng vòng. Coi có mũi không bắt giùm. Hiểu không? Nên từ đó mà tâm từ bi quá trời lớn. Quý vị ơi, vô chùa mũi của chùa là mũi nuôi niệm Phật nghe không? Lỡ nó chích thì đuổi đi giùm, đừng đạp mũi, tội nghiệp mũi lắm, nghe chưa? Nên từ bi hỷ xả với tôi con mũi chứ. Cái xưa ngoài đời chưa tu gì hết trơn á, mũi bay lại chích mày, chích tao dẹp lép, hiểu không? Qua là bắp dẹp lép. Còn bây giờ thì mình biết tu rồi, mũi lại chích mình thấy mình to quá, máu cũng nhiều, mũi có chút tí à, ok để chích đại. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, quy Phật không đọ địa ngục, quy pháp đọ ngạ quỷ, quy tăng không đọ bàn sanh. Đọc ba lần xong niệm Phật một chút xíu, thấy mũi mà chích máu á, máu bằng cái bụng nó lên được cái ti nó còn khúc, đuổi đi. Vì sao? Vì đừng có để nó lên tới ti
Đó. Cao lên tới cái bụng máu không. Nó tham lắm. Những đức đã kinh nghiệm rồi. Hồi đó những đức cũng từ bi quá. Cho nó chích, những đức để nguyên luôn cho nó chích. Nó chích một chút, nó tham quá. Nó chích đầy cái bụng, nó té ngang lạc mạng. Lạc mạng liền chích queo luôn quý vị. Tự nhiên quá. Sao mà nói, ủa sao kỳ vậy bạn? Tôi để cho bạn chích bình thường mà máu tôi đâu có độc đâu mà sao bạn chích, sao bạn té mà chích queo kỳ vậy? Hỏi sao mà bạn hấp hối dữ vậy? Thì bắt đầu là mũi nói vì lòng tham quá, đúng ra chích vừa vừa bay, nhưng mà máu thầy ngon quá nên chích nhiều quá, nặng quá, bể bụng chết luôn rồi. Thấy không? Đó, nên mình hỏi xong người ta trả lời đàng hoàng. Nói à thôi từ đó thì sao mà nếu mà mũi chích thì tôi cho chích vừa vừa thôi. Nhìn vô cái bụng mà còn khúc nữa, chưa có đầy máu là đuổi đi đi. Làm anh bay đi là vừa, bữa khác lại chích nữa nghe. Nói vậy. Không, nó cái tâm từ bi hỷ xả nó với tất cả loài động vật luôn á. Phải có tâm vậy đó. Các vị biết rằng những đức hướng dẫn bọc pháp gì mà có nhiều việc những đức làm, có khi người ta tưởng nó mình khùng. Đang đi 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 đi, thấy nguyên ổ kiến, tự nhiên ngồi xuống, ta tưởng nó gì chặt. Thầy làm gì chặt. Đang chắp tay lên. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp gặp nhau đều phiên nhau tu hành và hướng nhau về thế giới Tây phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Đúng không? Tại vì mình coi cái câu chuyện mà Tôn giả Mục Kiền Liên mà đến độ cái làng đó mà được, mà Đức Phật đến độ không được mà kêu Tôn giả Mục Kiền Liên đến độ được, là do Tôn giả Mục Kiền Liên đã từng độ một cái tổ ông, mà ổ ông đó sau này thành người mà thành nguyên cái làng đó. Vậy mà Tôn giả Mục Kiền Liên lại giảng pháp ổ ông đó nghe. Mình nghe gì nên bây giờ mình gặp kiến, gặp gián, gặp con này con kia, mình đều quy y, mình niệm Phật cho nó nghe và phát nguyện chúng ta đời đời kiếp kiếp phải độ nó để mà cho nó được giảng sanh về Cực Lạc. Vậy thì mình mới độ được ta chứ. Nó từ bi hỷ xả với con người, với loài động vật luôn. Nó rồi lễ lọc gương mặt, người nào gặp cũng vui. Gặp nhau là cái mặt cứ là... Gặp nhau là cái gặp nhau là gì? Con phát cơm, ai về Đạo Phật, ai về Đạo Phật, ai về Đạo Phật, ai về Đạo Phật. Làm phải re 3 ngày sau khỏe vô cùng. Còn cái người lại Quan Âm Bồ Tát đến đây cứ miết lại, miết lại, miết lại. Cứ nghĩ rằng là ông bà cha mẹ mình bây giờ còn đang đọa lạc trầm luân. Chúng ta cố gắng đi mình tu để mình cầu nguyện làm sao cho 3 ngày này mà ông bà cha mẹ mình. Hiểu không? Thoát địa ngục lên luôn. Ôi ơi, cái đại chúng mà mấy chục ngàn người mà cùng phát tâm này ghê lắm mấy vị ơi. Ồ, dữ dằn lắm á. Giỡn đâu nghe. Nó nên chúng ta phải phát tâm cho mạnh nghe mấy vị. Nhớ hừng hực cái tâm lên. Nó đừng có sợ đau đầu gối. Gì vậy đau? Gì đâu đau? Có chưa? Có gì sợ đau chứ nghe, lễ rầm rầm vậy đó. Nhiệt tình niệm Phật, hả cái miệng ra. Không, đừng có niệm mà ngậm ngậm miệng. Hả miệng ra. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng Đức nói cho vị nghe nghe. Ai mà buồn trong lòng, ai mà giận, ai để trong tâm, ai mà khó chịu bực bội, đi đến đây lại 3.000 Bồ Tát Quán Thế Âm xong, 3.000 lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong là quý vị nhẹ sờn luôn. Nhớ cái lễ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe quý vị, nó từng công đoạn mệt nhưng kiên trì, lúc mệt nhất xây sẩm mặt mày mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con lễ hết 500 danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tâm mình cứ thầm 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 vậy, vừa niệm xong nghe là tự nhiên nó hừng hực lên. Hoặc là vì nghĩ gì nè, thằng này là thằng tứ đại rã đời, một ngày nào chết đi bây giờ bỏ mạng cũng lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, gia hộ cho con, là hừng hực lễ liền, lễ cái vèo hết 500 lại luôn. Phải có cái tâm đó nghe quý vị. Đó thì lễ Quan Âm Bồ Tát mới được. Chứ có khi đang lễ mệt nghe, nó có một loại tâm kỳ lắm, nó kêu vậy nè: ra ngoài chơi một chút, ra nghỉ đi. Hoặc là mình đi mắc vệ sinh là chưa định đi đâu mà nó kêu vậy nè: đi tiểu. Nó kêu mình đó. Cái tâm, có một cái tâm nó kêu vậy đó. Bởi vì mà không có định lực cho mạnh là quý vị bị nó dẫn đi. Mà dẫn đi ra là nó mắc tần số.
Tại vì mình đang mệt nhưng mà mình đang cùng tần số lễ Quan Âm, thì mình phải phát tâm từ bi ra, nghĩ rằng bao nhiêu chúng sanh đang kiếp nạn, cầu nguyện cho họ thoát khỏi kiếp nạn, bao nhiêu chúng sanh đọa lạc khổ đau, cô hồn chết chưa siêu, bây giờ nhờ pháp hội này tu để cầu nguyện cho chúng sanh chết chưa siêu. Mình cứ nghĩ như vậy là tức khắc mình lại rầm rầm, mình lại hết năm trăm danh hiệu, 6 lần, 3000 lại, xong. Ừ, phát tâm vậy đó. Nó còn mấy bà nào mà yếu thì xá. Bên Bảo Tháp có cái bà cụ 95 tuổi, hồi sáng nhà đứa qua bển gặp bà, bà nói nè: thầy ơi thầy, con đã phát nguyện rồi, phải lại 3000 lại. Nó thôi tôi thấy bà tôi cậu tầng mới có nói mấy câu rồi tôi thấy thở không nổi. 3000 lại. Thì đứa hỏi: nhắm lại nổi không? Nổi không? Con đã phát nguyện rồi, dù cỡ nào thịt nát xương tan đục lại ta gan ta. Trời ơi, thôi được rồi. Nhưng đứa kêu chú Tâm Bảo Tháp, thôi bữa đó đem ăn ca kinh qua, ngồi nghe pháp hội đó làm gì làm đi. Cái chuyến này lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, Nhân Quang á, phòng hộ niệm cũng chuẩn bị vài anh em, không chuẩn bị những lăng đó, chuẩn bị vài người, những gì như Đức nói cái chuẩn bị đi, hiểu không? Có khi á có cơ hội đưa người về giữa Phật luôn đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Ừ, nên cái đó những Đức nhắc mấy ngày nay rồi đó, tại vì cái cách nói chuyện Đức làm cho người ta ghê lắm vị ơi. Bà già 95 tuổi mà bị nghỉ đi, bà nói chuyện gì mà bà quyết định đi lại 3000 lại. Nói rằng: vì con nghe thầy nói là tụ quyền thất tổ chưa siêu thoát, nên con phải phát nguyện lại 3000 lại. Trời ơi, bà nói chuyện thấy ghê thật thật. Ôi ô kinh khủng chưa. Quý vị coi bà cụ 95 tuổi mà bà còn phát tâm vậy. Mà quý vị bây giờ ở đây còn khỏe mà không tin mình, vậy là bị thua. Thua bà già 95 tuổi. Đúng không? Nên ai ở đây cũng phải phát tâm cho mạnh nghe. Phát tâm cho mạnh lên. Những Đức nói quý vị nghe, quý vị lại xong 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị lại đi rồi sẽ thấy. Có nhiều người ngồi đây không biết thấy cái gì trời. Đặt gọi biết thấy cái gì. Thì lại đi, bây giờ nếu tôi nói thấy cái đó là bởi vì không còn cái gì đặc sắc nữa. Mà tôi nói cái câu này là nó dở dở ương ương. Thấy không? Là cái đáp số là khi lại xong 3000 lại sẽ thấy. Thấy rất là nhiều thứ trong cái cuộc đời. Hiểu không? Nó nên Phật tử nghe công đoạn này, nghe trực tiếp đang nghe nè. Bây giờ quyết tâm lại 3000 lại đi. Lại xong thấy hết trơn. Ồ, lại xong thấy hết luôn á. Cần thấy gì thấy đó à. Ví dụ như bây giờ người chưa có bầu bị chân, lại chứ này mà cầu bầu là có bầu. Hiểu không? Còn ai mà chưa có vợ chân mà cầu vợ là chiếc này lại là có vợ đó. Lại là thấy. Bà nào mà lớn tuổi rồi mà không có ai ngó ngàng tới, mà lên chiếc này mà vừa lại xong một tháng sau có thằng đến. Tìm đến nó ngó thôi mà thấy. Đó. Còn ai mà nhức mình nhức mẩy đâu nghe, mệt mỏi phiền não nghe, hoặc là uống rượu đồ này kia mà nhậu nhạt bê tha nghe, chuyến này đến đây lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đi, chắc chắn 3000 lại này Bồ Tát Quán Thế Âm ngày cầm cái bình dương liễu mà lấy cái nước cam lồ nghe, ngày rảy cái việc coi, đứng ở trên mà rảy xuống cho mà thật. Ồ, cái bình cam lồ của ngài kỳ này nữa nghe, rảy nè. Vì biết chúng sanh cái cõi Diêm Phù Đề này hưởng được cái nước đó đó. Cho vị biết cái nghe mà phải mi mặt cố gắng nghe chưa. Lễ nhiệt tình hết mình, nhất là cái lúc mà nó mệt nhất nha quý vị, trong lòng quý vị tha thiết nghe: Phật Bồ Tát ơi, con hôm nay lễ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát gia hộ con. Cái tâm đó nghe quý vị, tự nhiên bị lễ rơi nước mắt. Mà lúc mà rơi nước mắt mà lễ đó là cảm rồi đó.
cảm ứng rồi quý vị. Hãy khoát cái tâm đó nghe, chứ không phải lễ mà kiểu mà lễ chơi 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 chơi. Trời ơi, lễ Phật Bồ Tát mà chơi 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 là thua. Lễ mệt gì mệt, lúc nào cái tay cũng dựng lên. Nè, thấy cái tay dựng chưa? Tay dựng lên nghe. Em dựng tay lên nè, dựng lên, dựng tay lên. Lúc nào lễ cũng dựng cái tay lên, chắp ngay ngực vậy nè, đừng có chắp ngay cái miệng. Hiểu không? Chắp ngay ngực gì, dựng tay lên, điên chi biết không? Tu là lên chứ không có xuống. Còn nhiều cô mà lễ Quan Âm mà cái kiểu cái tay quèo xuống gì là rồi sống luôn. Tu mà xuống chứ không lên. Mình tu mình phải muốn lên thì mình phải này. Hiểu không? Lên, lên. Đừng có kiểu mà lễ Quan Âm mà cái đầu thì gì, còn cái tay thì kiểu này tu ta nhìn cái là hết muốn tu luôn. Nhất tâm thành lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Quán đi em bụt té. Đúng rồi. Lễ cái này không có hồn, không có tâm gì chứ. Nên chắp tay ngay ngắn đàng hoàng, ngay ngực đàng hoàng nghe. Cặp mắt nhìn về hướng mục tiêu mình lễ. Vừa thầy đọc xong là mình Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái tâm nó phải hừng hực nha quý vị. Nói vậy thấy cái buổi nói chuyện này không, cái chữ từ bi hỷ xả thôi thế. Không, mà ra cái công đoạn này quý vị thấy con người nó hừng hực cái tâm. Mà bây giờ đang coi trực tiếp. Tối hôm nay mấy chú bây giờ làm cái buổi này cho xong, đưa lên mạng liền. Người mà nghe cái công đoạn này một cái là chuyến này mà 5 năm chưa quyết định đi là quyết định đi luôn. Có cái cô tội nghiệp ghê, bởi vì đi tu cũng không đơn giản. Vì mà đi đến đây mà ngồi chỗ này là được gì là không đơn giản đó vị ơi. Quá đủ duyên luôn, có nhiều Phật tử. Trời ơi, cái bà nói tội nghiệp bà thấy ghê. Bà nói, trời ơi thầy ơi, chồng con mấy ngày nay cảm. Con sợ mà bữa con đi, mà ảnh cảm thì ảnh cho con đi. Mà con kêu thôi anh cảm, anh đừng có đi ra ngoài gió. Tại vì mong vọng hết đó quý vị. Mà ổng nói kệ tao, tao bệnh tao ra gió kệ tao, mày đừng có kêu tao không đi gió. Ổng ra gió ổng cảm thêm. Cái hồi chiều này ổng nói chuyến này mày không được đi. Bà nhắn tin nói buồn quá trời buồn. Đã kêu đừng có ra gió mà quyết định nó ra gió. Ra gió bây giờ nó cảm, nó không cho mình đi tu. Thấy không? Nói ông mà không cho đi tu là ông mệt lắm á. Không cho bà đi tu thì không hết cảm. Hiểu không? Nên trong gia đình mà có người đi tu được nên giúp cho họ đi tu mấy ngày nay đi. Cái công đức của gia đình lớn dữ lắm mới bị u. Hiểu không? Nó. Rồi có nhiều người nghe tội nghiệp quý vị nhắn tin nói trời ơi, nghe thầy giảng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thấy ham mà ngặt không có tiền đi. Không? Nhiều người nhiều cảnh ngộ lắm quý vị ơi. Bởi vì mình mà đi tới đây nghe quý vị mừng lắm quý vị à. Nó thật sự mừng dữ lắm. Nên ai mà ở khu vực này mà đi mà không có tiền xe đi đến đây đi. Rồi tới chùa chạy vô đại. Thí nghiệm thử đi. Đi tới cái chỗ đó, xe nó kêu đưa tiền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thử đi, thử cái, thử cái. Thử cái. Thầy xế xe nói, bà đi vô đi. Tự nhiên kêu đưa tiền Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Không mà có kiểu cái tâm nó phát tâm từ bi, nó cho tiền xe luôn. Rồi nó không cho vô những đức cho. Thì cái tâm ta tội nghiệp người ta quý vị, thấy không? Ta muốn lại Quan Âm Bồ Tát quá mà. Đi mà không có tiền quý vị ơi. Ghê không, có giỡn đâu. Có nhiều người ta khổ vậy đó. Gặp những trường hợp vậy mà khổ quá mà đến đây lại Quan Âm. Mà đến lại Quan Âm nhiệt tình đúng đúng cái tâm tư thật sự. Đi đến đây nhận đức cho tiền xe về. Tại vì người ta muốn đi lại Quan Âm tội nghiệp người ta quý vị. Người ta đi tu. Gì đâu. Thấy không? Đó. Nên từ nơi đó mình phải có cái tâm từ bi quý vị ơi. Mình sống trong cuộc đời này mấy chục năm ngắn ngủi. Rồi xong lay quay mình chết quéo. Chết quéo. Đúng không? Nên bây giờ mình phải cố gắng. Nên cái chúng ngồi đây bữa nay là hơn 1.000 người rồi đó. Mới bữa nay thôi.
À, mà Đại Tùng Lâm bữa nay cũng kín hết trơn rồi đó. À, mà bên đây cũng rất là đông rồi đó. Ngày mai bắt đầu đến đó nè. Ngày mốt là đây. Nheo nhóc người ta kìa. Giỡn đâu nghe. Ờ. À. À. Nhưng lại ông âm Bồ Tát này đến đây là nó vui thôi. Ủa, nó vui đừng có nói nghe. Tại vì chùa mới với Đại Tùng Lâm kế bên nó rộng thênh thang quý vị. Quý vị ơi, thật sự mà nói, mình có phước duyên dữ lắm. Mấy anh em mình đi tu nghe mất gặp được cái ngôi chùa to như chùa Hòa Thượng. Thì cái nhân duyên tịnh độ mà độ ngay ngôi chùa này là đúng. Hoàn cảnh này mới được. Thấy không? Nó nên đặc biệt lắm. Nên người làm việc cho Tam Bảo, chùa tu tịnh độ là phải nắm chắc câu Phật hiệu nghe không? Cái niệm Phật suốt nghe chưa? Cái thời gian mà đi đến đây mà chưa dự lễ cứ lên tu nghe. Đừng bao giờ nói rằng lên lễ Phật làm lỡ mỏi chân bữa đó lễ không nổi. Bậy. Lên lễ Phật từ bữa nay nè, rồi bữa lễ Quan Âm khỏe re, khỏe dữ lắm. Ồ, 100% luôn. Vì giống như cơ mình nó được á, điều hòa. Còn từ bữa nay mà dưỡng cho tới ngày đó đi lễ nó cứng cơ. À, phải nhớ đó, lễ từ bữa nay nè, đi lên đây nè, buổi nào cũng lên tu. Lên tu, lên tu, lên tu đi. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cứ lên tu đi. Nó cứ lên tu. Đó là cái điều đặc biệt. Quý vị mà lên tu, quý vị xuống ăn cơm ngon dữ lắm. Nó ngộ lắm. Rồi xong quý vị đi vòng vòng buổi sáng nghe. Buổi sáng tu xong đó. Thấy không? Ăn cơm xong còn thời gian nghe đi vòng vòng xung quanh chùa này. Đi vừa đi nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị thử đi, vừa đi nghe, vừa niệm Phật nghe, vừa đi vừa niệm Phật nghe. Tất cả việc ở nhà nghe buông xuống hết, đừng nghĩ ngợi gì nghe. Đừng có nghĩ ngợi vô đây mà nghĩ à, không biết ở nhà chồng sao rồi, con làm sao rồi. Ở nhà không biết có cho heo cho chó gì ăn chưa. Quý vị tu sẽ không an lạc đâu, đã vô tới đây rồi buông hết đi. Trong một tuần lễ đi vị ơi. Hiểu không? Cứ một tuần lễ này tu cho có kết quả, nhà hoàn toàn tốt. Vô đây mà nhiệt tình tu, hoàn toàn ở nhà có mặt cách xếp hết trơn. Yên tâm đi, đừng có lo nghe. Phá nguồn điện thoại. Để chúng ta mình vừa đang tu điện thoại mình đó. Chồng nó báo tin này tin kia, tu sao được. Phá nguồn điện thoại lại. Vậy thì quý vị là người khôn, cực kỳ khôn luôn. À, tu lợi ích. Tiếc vờ cái chiến tu này quý vị tu toàn nó an lạc. Ô rảnh rảnh mà đi vòng vòng đây qua Đại Tùng Lâm vòng 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 chơi vừa đi vừa niệm Phật. Ồ nó an lạc gì đâu, đây là mảnh đất Giả Lam mà một ngày tu bốn thờ Phật Quang phổ chiếu. Ngài Thiện Đạo Đại Sư ngài nói một câu: Quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật, mà người niệm Phật ở đây đông thì quang minh phổ chiếu bao trùm ở đây. Quý vị đang sống ở đây là quang minh phổ chiếu. Rồi nhiều người mang nghiệp phá thai đi về đây thì thai nhi được quang minh phổ chiếu, rồi được cúng đi thực nữa quý vị ơi. Hiểu không? Nhất là những người phụ nữ mang nghiệp phá thai á nghe. Đi lại ở đây tu tập là thai nhi có thể ở đây nè. Người ta thấy ở đây ngon, người ta ở đây. Chứ bây giờ về nhà làm gì? Thấy mẹ làm chi? Ở đây ngày nào cũng được cúng đĩa thực cho dùng. Ở đây đi con. Ở đây chơi với mấy cô nè. Hiểu không? Nó dọn đồ cúng đĩa thực, đồ quý thầy, đồ cúng gia trì, đồ quá trời luôn. Nó chiến này nhà nó kêu mua sữa cho nhiều. Hương Linh thai nhi thích uống sữa. Đừng nói Hương Linh thai nhi, người lớn còn thích uống sữa. Đúng không? Tôi còn phải uống sữa đây mà. Thai nhi gì? Nên từ nó mua sữa cho nhiều cho thai nhi nghe. Cúng đĩa thực được. Hương Linh thai nhi rồi người ta về đây người ta tu hành, người ta hộ trì Tam Bảo nữa đó. À, để cho mẹ cha về đây tu bình yên. Để tu xong mới hồi hướng công đức cho mình các con ư. Nhớ nghe không? Rồi quan giao trái chủ đi theo, đừng có trở ngại vị ư. Để cho họ tu. Để cho họ tu, họ hồi hướng cho mình. Hiểu không? Mình trở ngại họ không tu, lấy gì hồi hướng. Họ thiếu nợ mình mới để cho họ làm ăn có một chút vốn để họ trả. Mình không cho họ làm ăn tiền đâu trả. Hiểu không? Đó, nên tất cả Hương Linh thai nhi nè, quán thân trái chủ nè, đi vô chùa để cho người ta tu. Đó là hộ trì Tam Bảo đó. Nghe nghe chưa? Rồi. Nghỉ.
Bây giờ đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Từ người còn sống hay người đã chết nghe, đọc 12 lời đại nguyện để buông cái tâm hận thù, buồn phiền, buồn trách, để mà phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là chỗ đặc biệt quay về nè. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thói tâm, và mang tâm buồn dặn buông xuống hết quý vị, để quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.